xin chào các bạn, Ngân đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái ứng dụng mới giúp chúng ta tua ngược lại cái video của mình trên iPhone. Các bạn hãy cùng theo dõi video này nhé. Thì để thuận tiện cho cái việc hướng dẫn cho các bạn thì Ngân đã nhờ anh leader của mình quay lại một cái video có sẵn. Các bạn hãy cùng xem video gốc của nó nhé. Video gốc thì các bạn nhìn thấy là nó cũng khá là bình thường đúng không? Rồi ok, bây giờ Ngân sẽ vào cái ứng dụng này. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào App Store của mình để tải cái ứng dụng này tên là ra rồi. Thì các bạn tải cái ứng dụng này về và mở nó lên. Đây, các bạn thấy là giao diện chính của nó. Thì ở bên trên là phần camera nè, ở bên dưới là library, thư viện, và bên dưới nữa là edit. Thì nếu mà các bạn chưa có camera, chưa có video sẵn thì các bạn sẽ vào camera của mình để quay. Còn nếu các bạn đã có video sẵn trong thư viện của mình rồi thì chỉ bấm vào ở bên dưới. Và ở đây là thực hiện. Và bây giờ Ngân sẽ vào thư viện của mình và lấy cái video nó về. Đây, ok. Ngân sẽ bấm nút chọn và nó sẽ nén cái video lại một tí xíu. Các bạn đợi một tí xíu nha. Cái ứng dụng này thì cái thao tác nó cũng cực kỳ đơn giản luôn. Và làm ra được một cái video, Ngân thấy là cái chất lượng hình ảnh của nó cũng rất là tốt. Rồi, ở trong đây thì các bạn thấy là ở nó có hai cái thanh, là một thanh ngang và một thanh dọc. Để Ngân kéo cái này lên cho các bạn nhìn rõ hơn. Và nếu mà các bạn muốn cái video mình nó tua nhanh đi một tí xíu thì các bạn chỉ việc là kéo cái phần này nè, nhân 2 nè, kéo dài ra. Hoặc là các bạn muốn chậm thì các bạn sẽ là nhân 1/10 và nhân 2 sẽ là tăng nhanh hơn. Thì Ngân muốn cái video mình nó chạy nhanh hơn một tí xíu á, Ngân sẽ kéo qua như thế này. Ok, bây giờ nó chạy mượt mà hơn rồi. Còn bên thanh dọc như thế này là các bạn cũng thấy là hai cái biểu tượng nhìn khá là dễ thương, là con rùa và con thỏ. Thì các bạn cũng biết là rùa là đi chậm rồi, nên là cái video mình nó sẽ chậm chạp, cái chuyển động của nó rất là chậm. Ngân muốn nó mượt mà hơn thì Ngân sẽ kéo nó nhanh hơn một tí xíu. Rồi ok, Ngân đã hoàn thành được cái video mà cực kỳ Ngân thấy là cực kỳ đơn giản luôn, không cần phải cầu kỳ chỉnh sửa gì cả mà Ngân đã ra được một cái video nhìn rất là nghệ thuật. Đây, Ngân chỉ cần bấm review. Ok, đợi nó sale lại một tí xíu. Ra thành phẩm của Ngân rồi. Bây giờ nếu mà các bạn cảm thấy là video của mình ổn rồi thì các bạn sẽ bấm vào chữ sale để nó lưu vào thư mục của mình. Còn nếu cảm thấy video mình chưa được ổn cho lắm thì các bạn sẽ quay ngược trở về để chỉnh sửa thêm một lần nữa. Ok, vậy là xong rồi. Ok, vừa rồi Ngân đã hướng dẫn cho các bạn một cái ứng dụng mới mà Ngân cảm thấy là nó khá hay. Còn các bạn thì sao? Nếu thấy hay thì hãy nhớ tải cái ứng dụng này về máy của mình và trải nghiệm thử đi nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like và share cho Ngân nhé.